lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mão. Vận trình của người tuổi Mão trong tháng 10 âm này sẽ ra sao, tốt xấu thế nào? Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Mão tháng 10 âm lịch năm 2022. Xem tử vi tháng, nguyệt lệnh lầm tuyệt khiến cho bản mệnh dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, làm gì cũng cảm thấy lo sợ bất an. Thời gian này, tuổi Mão có dấu hiệu công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi. Bạn mệnh không biết phải giải quyết theo hướng nào thì có lợi cho mình, vì làm gì cũng thấy có vấn đề không vui xảy ra. Đây cũng là tháng mà con giáp này nên tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn cho tương lai, thay vì nghĩ ngắn, tính vội. Bạn cũng cần phải khéo léo trong các tương tác xã hội, tránh gây mâu thuẫn hay mất đoàn kết tập thể. Đừng quên, đôi khi giữa lý tưởng và thực tế luôn có sự khác biệt, đòi hỏi bạn phải học cách chấp nhận và vượt qua nó, thay vì trách tội hay đổ lỗi cho người khác một cách không cần thiết. 2. Tử vi tài lộc tuổi Mão tháng 10 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 10 âm lịch nhận thấy thiên tài xuất hiện sẽ che chở để giúp cho tuổi Mão thoát khỏi những khó khăn về tài chính. Thế nhưng đi kèm theo đó là một số cái bẫy mà bạn cần phải tỉnh táo để nhận diện. Cuộc sống sẽ gây khá nhiều áp lực cho bản mệnh về tài chính, cho dù bạn có nhiều tiền nhưng vẫn có nguy cơ liên quan đến những tranh chấp hay phải giải quyết các khoản nợ nần, mâu thuẫn về tiền bạc. Vì vậy, tuổi Mão hãy cố gắng tránh những rắc rối càng xa càng tốt. Bạn mệnh cũng nên học cách quản lý tài chính, chi tiêu có chừng mực và hướng tới tích lũy nhiều hơn. 3. Tử vi tình duyên tuổi Mão tháng 10 âm lịch năm 2022. Theo dõi tử vi tháng, ngũ hành tương sinh cho thấy đây là lúc để con giáp này nên giảng hòa và gắn kết, yêu thương. Thời gian này, bản mệnh nên quan tâm hơn đến chuyện gia đình cũng như cá nhân. Không chỉ chú ý đến các trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân, bạn cần lưu ý đến các khác biệt trong quan điểm, lắng nghe mọi người thay vì cãi vã căng thẳng. Không những vậy, cử tử bay về phương Tây Nam, người mệnh này còn có thể gặp buồn phiền về chuyện con cái không nghe lời. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, tâm sự chia sẻ với con cái để sớm tìm ra tiếng nói chung. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Mão tháng 10 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy thời tiết có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp tuổi Mão trong thời điểm này. Hãy chú ý hơn tới chế độ ăn uống cũng như nghỉ ngơi của mình, đừng thức quá khuya hay làm việc quá sức. Bạch hổ hung tinh mang theo điểm báo tai họa, gây bất lợi cho sức khỏe của tuổi Mão. Khi đi đâu, bạn cũng nên ưu tiên các lựa chọn an toàn nhất cho bản thân. Không nên cố gắng tham gia các trò chơi mạo hiểm vì sẽ có nguy cơ xảy ra rủi ro cao hơn trong thời điểm này. Nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông cũng như an toàn khi lao động làm việc chân tay. Ngoài ra, khi sử dụng dao kéo cũng phải hết sức thận trọng. Đi đâu cũng nên ăn nói khiêm tốn, nếu không dễ dẫn đến tranh cãi hay vướng vào họa huyết quang. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Mão, Mộc, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, bạn có nhiều thay đổi tích cực và có sức ảnh hưởng tới người khác. Quý nhân, Hợi, Mùi, Tiểu Nhân, Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Tuổi Quý Mão, Kim, Nam Vân Hán, Nữ là Hầu. Khẩu quyết, có những quyết định sai khiến cho bạn phải hối hận khá lâu. Quý nhân, Tỵ, Dần, Tiểu Nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Tuổi Ất Mão, Thủy, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, lịch ngày tốt khuyên bạn nên lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn. Quý nhân, Thìn, Ngọ, Tiểu Nhân, Tuất, Dần. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. Tuổi Đình Mão, Hòa, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, nên tính toán lại tiền bạc và ưu tiên cho những kế hoạch dài hạn. Quý nhân, Hợi, Mùi, Tiểu Nhân, Thân, Ngọ. Màu sắc may mắn, nâu, đen. Tuổi Kỷ Mão, Thổ, Nam Vân Hán, Nữ là Hầu. Khẩu quyết, không vội vàng chỉ trích ai đó khi chưa hiểu rõ vấn đề. Quý nhân, Dần, Mão, Tiểu Nhân, Ngọ, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, vàng. Trên đây là vận trình tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mão. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022
của 12 con giáp sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Hệ Tốt. Lịch chúc quý anh chị và các bạn có một tháng mới, hành thông, thuận lợi, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.